các đối thủ châu Á tại Miss Out của Hoa hậu Lan Anh. Các thí sinh đến từ Philippines, Indonesia, Hàn Quốc tại Miss Out 2023 đều có nhan sắc xinh đẹp và là ứng viên sáng giá bên cạnh Hoa hậu Lan Anh của Việt Nam. Hoa hậu Philippines Ilana Aduana sinh năm 1998, cao 1,7m, đăng quang Hoa hậu trái đất Philippines 2023. Người đẹp được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Miss Out 2023 với thế mạnh nhan sắc ngọt ngào, nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp và đa tài. Về học vấn, Ilana tốt nghiệp Đại học Centro Escola với bằng cử nhân khoa học công nghệ y tế vào năm 2018. Sau đó, cô bắt đầu kinh doanh một doanh nghiệp chăm sóc da, theo đuổi công việc tiếp viên hàng không, đồng thời cùng chị gái thành lập Educate for Every Yuan, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy giáo dục môi trường. Hoa hậu Indonesia Cindy Inanto đăng quang danh hiệu Hoa hậu trái đất Indonesia 2023 hồi cuối tháng 7. Người đẹp năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp ngành cử nhân khoa học của Đại học Melbourne, Australia. Sau đó, cô học thạc sĩ về khoa học dữ liệu ở Australia và hiện là một doanh nhân. Cindy được đánh giá cao về tri thức lẫn sắc vóc và cũng thuộc nhóm nhân tố sáng giá. Khán giả yêu sắc đẹp tại Indonesia hy vọng Cindy sẽ gặt hái thành tích cao cho quê hương trong cuộc thi Miss Out 2023. Hoa hậu Thái Lan Cora Blue đánh bại 18 thí sinh khác để đoạt ngôi vị Miss Out Thái Lan 2023 và là đại diện nước nhà thi Miss Out 2023 tại Việt Nam. Người đẹp 18 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan, Canada, có sắc vóc nổi bật và đang theo học chuyên ngành quản lý khách sạn. Với tư cách là Hoa hậu trái đất Thái Lan 2023, Cora mong muốn nâng cao nhận thức về việc xử lý rác thải và chất thải cũng như cách chúng tác động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm nước, không khí và biến đổi khí hậu. Cora chia sẻ, để giải quyết những vấn đề này, việc thúc đẩy tái chế, hạn chế sử dụng các sản phẩm một lần và khuyến khích tiêu dùng bền vững là điều rất quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Hoa hậu Malaysia Nadira Isaac, 23 tuổi, đến từ Penang, đăng quang Hoa hậu trái đất Malaysia 2023. Cô được đánh giá cao về ngoại hình quyến rũ, gương mặt sắc sảo và gu ăn mặc gợi cảm. Nhiều khán giả ưu ái dành lời khen Nadira có nhiều nét tương đồng với ngôi sao Kim Kardashian. Malaysia chưa đạt được dấu ấn cụ thể nào tại đấu trường Miss Out. Do đó, Nadira được kỳ vọng đạt thành tích tốt cho quê nhà sau nhiều năm lận đận. Hoa hậu Hàn Quốc Jang Jae-yong được chọn là đại diện nhan sắc xứ Kim Chi tại Hoa hậu trái đất 2023. Trước đó, cô đoạt giải Á hậu 2 tại Miss Korea 2023 và nhận được nhiều lời khen cho gương mặt thanh tú, nhan sắc ngọt ngào. Hiện cô theo học ngành ngôn ngữ văn. Năm 2022, người đẹp Mina Suchoi xuất sắc đăng quang Miss Out. Do đó, Jang Jae-yong cũng được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích tốt cho quê nhà ở Miss Out 2023. Hoa hậu Nhật Bản Kilali Oshiro đại diện tỉnh Okinawa đã giành vương miện Miss Out Japan 2023 vào hồi tháng 8. Cô sinh viên 20 tuổi có nhan sắc trong sáng, nụ cười rạng rỡ. Kilali là một người ủng hộ bảo vệ đại dương và dự định tiếp tục hoạt động bảo tồn môi trường cho các con sông, núi và rừng liên quan đến đại dương. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Lan Anh xuất sắc đăng quang Hoa hậu trái đất Việt Nam 2023 và giành vé dự thi Miss Out. Cô cao 1,71m, tốt nghiệp California State University ở Mỹ. Cô được đánh giá cao bởi tiếng Anh lưu loát, ứng xử thông minh bản lĩnh sân khấu, phong thái tự tin. Các phần thi đầu tiên của Lan Anh như video giới thiệu bản thân, video giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương đều được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Hiện Lan Anh nỗ lực tập luyện các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị trang phục cũng như hoàn thiện dự án về môi trường của mình để dự thi Miss Out. Khán giả yêu sắc đẹp mong chờ sự thể hiện của Lan Anh và kỳ vọng cô có thể mang về chiếc vương miện Miss Out tiếp theo cho Việt Nam sau Phương Khánh năm 2018. Miss Out, Hoa hậu trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001 đến nay với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường. Miss Out 2023 diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11 với sự tham gia của 114 người đẹp đến từ khắp thế giới.
chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.